Xin chào, hi, welcome back to Talk to Me in Vietnamese. I'm Tùng from Ho Chi Minh City. In this lesson, I will show you how to say me too. Okay, me too. Tôi cũng vậy. Tôi cũng vậy. Tôi cũng vậy. Tôi cũng vậy. Me too. Okay. Now we got some examples. Cô ấy đi đến trường. Cô ấy đi đến trường. Tôi cũng vậy. Tôi cũng vậy. She goes to school. Me too. Okay. Cô ấy, she. Đi đến, goes to. Trường, the school. Cô ấy đi đến trường. Tôi cũng vậy. Cậu ấy thích du lịch. Cậu ấy thích du lịch. Tôi cũng vậy. Tôi cũng vậy. Cậu ấy, he. Thích, like. Du lịch, travel. Cậu ấy thích du lịch. He like travel. Me too. Tôi cũng vậy. Chị ấy là người Sài Gòn. Chị ấy là người Sài Gòn. Chị ấy là người Sài Gòn. Tôi cũng vậy. Tôi cũng vậy. She is Saigonese. Me too. Okay. Saigonese, a Saigon person. Chị ấy, she, là, M-E-R, người, the person, Sài Gòn, Sài Gòn City. Okay. Chị ấy là người Sài Gòn, tôi cũng vậy. Okay. Okay, coming next, we got also. Okay, also, cũng, 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 also, okay. Cậu ấy học tiếng Hàn Quốc. Cậu ấy học tiếng Hàn Quốc. Cậu ấy học tiếng Hàn Quốc. Tôi cũng học tiếng Hàn Quốc. Tôi cũng học tiếng Hàn Quốc. He study Korean. I also study Korean. Okay. Cậu ấy, he, học, to study, to learn something, tiếng Hàn Quốc, Korean language. Tôi cũng học tiếng Hàn Quốc. I also study Korean. Cô ấy thích Đà Lạt. Cô ấy thích Đà Lạt. Anh ấy cũng thích Đà Lạt. Anh ấy cũng thích Đà Lạt. She like Đà Lạt City. He also like Đà Lạt City. Cô ấy, she, thích, to like, Đà Lạt, Đà Lạt City in Central Highland. Anh ấy cũng thích Đà Lạt. Okay. Anh ấy yêu cô ấy. Cô ấy cũng yêu anh ấy. Anh ấy yêu cô ấy. Cô ấy cũng yêu anh ấy. Anh ấy yêu cô ấy. Cô ấy cũng yêu anh ấy. He loves her. She also loves him. Okay. Anh ấy, he, yêu, to love someone. Cô ấy, her. Anh ấy yêu cô ấy. Cô ấy, she, cũng, also, yêu, to love. Okay. Cô ấy cũng yêu anh ấy. He, she also loves him. And tôi cũng yêu các bạn. Tôi cũng yêu các bạn. Tôi cũng yêu các bạn. I also love all of you. Okay. Okay, here I am. What is it? This one, Myanmar beer. I'm in Chinatown of Yangon City in Myanmar. Okay. That's it for today. I hope you enjoy it. And if you got any questions, please feel free to drop me a like. And I welcome all your comments. Hang up like. See you again.